Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mối quan hệ con rể mẹ vợ vốn đã vô cùng nhạy cảm từ trước tới nay. Chỉ vì không kiềm chế được ham muốn cá nhân mà một gã con rể đổi bại đã gây ra những hành vi trái với luân thường đạo lý, thường xuyên rình rập mẹ vợ tắm, thèm muốn cơ thể của người mẹ vợ. Do đó, một ngày lợi dụng không có ai ở nhà, hắn đã xông vào phòng ngủ và cưỡng tình người mẹ vợ. Vậy diễn biến vụ việc ra sao? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi bốn anh chị em Phi ăn học. Ngay từ nhỏ, Phi đã tỏ ra là một đứa nhỏ nghịch ngợm, có tiếng ở quê nhà. Mới học xong lớp 3, Phi bỏ học, lêu lổng, sớm sa vào con đường nghiện ngập và trộm cắp. Năm 2008, hắn đã bị đưa ra xét xử về tội trộm cắp tài sản, bị phạt 2 năm tù giam. Trong lúc chờ thi hành án, hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương, lang thang kiếm sống ở Móng Cái, Quảng Ninh. Nhưng may mắn đã được gia đình của bà Nguyễn Thị Tám cưu mang và gả cô con gái là Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1992 cho hắn. Những tưởng Phi sẽ tu tâm dưỡng tính, sống một cuộc đời lương thiện. Nào ngờ từ lâu trong đầu của hắn đã xuất hiện những ý tưởng đen tối. Để rồi, lợi dụng trong một đêm, bố vợ ở vắng nhà, hắn đã phạm tội tài đình. Theo tố cáo của bà Nguyễn Thị Tám, khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2010, biết bố vợ không có nhà, Phi đã gọi điện cho mẹ vợ, hỏi đã ngủ chưa, rồi xin phép sang phòng để thưa chuyện. Nghe con rể nói, bà Tám không chút nghi ngờ đã mời hắn sang phòng ngủ của mình. Lúc này bà Tám vẫn đang nằm trên giường, hắn đi rón rén rồi ngập ngừng như có chuyện trọng đại lắm. Thấy Phi ấp úng, bà Tám tưởng con rể có chuyện gì đó quan trọng nên mới gặng hỏi. Sau một hồi quanh co, hắn thé thọt nói rất thích mẹ vợ. Thậm chí hắn còn bạo gan nói là đã từng hai lần rình trộm bà Tám tắm rửa. Tưởng rằng gã con rể hôm nay bị ma nhập nên dù rất bực mình, bà Tám vẫn nén giận và hỏi lại, có thật không? Thì hắn nhẹ nhàng trả lời là thật mẹ ạ. Không giữ nổi sự bình tĩnh trước câu trả lời trơ trẽn của anh con rể, bà Tám đã mắng hắn té tát, lấy thêm chiếc áo mặc lên người rồi bỏ ra phòng khách. Thấy Phi lẽo đẽo theo phía sau, bà Tám liền xua đuổi hắn về phòng. Nhưng gã con rể mất nết lại thản nhiên đòi ngủ với mẹ vợ. Không đuổi được hắn đi, bà Tám đã lững thững sang phòng của cô con gái thì đã bị Phi chạy theo kéo vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại giờ trò đồi bại. Bà Tám kêu cứu thì bị hắn đe dọa sẽ làm khổ cô con gái nên bà đành phải chấp nhận chịu đựng. Cưỡng tình mẹ vợ xong, Phi thản nhiên mặc quần áo đi về phòng ngủ của vợ chồng hắn. Mặc dù rất thương con, nhưng trước hành vi đồi bại của gã con rể, bà Tám đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Phi đã bị bắt giam ngay sau đó và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trước bản lý lịch chẳng mấy trong sạch của hắn, một buổi chiều vào cuối tháng 10, phóng viên về thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, nơi mà Phi sinh sống, tuổi ấu thơ, với mong muốn có thể tìm hiểu được ngọn nguồn gốc gác của vấn đề, động cơ gây án. Sau vài giờ đồng hồ trên chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội-Thái Bình, có mặt tại chân cầu Tân Đệ, không khó để có thể hỏi thăm nhà của Phi. Bởi mới hỏi thăm sơ sơ về tên tuổi, địa chỉ của hắn ta, một cụ bà bán nước dưới chân cầu Tân Đệ đã hỏi thẳng rằng, có phải tìm đến nhà cái thằng con rể gây chuyện tài đình với mẹ vợ ở Quảng Ninh hay không? Thấy mọi người tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, bà lão liền tủm tỉm cười và cho biết. Việc Phi cưỡng tình mẹ vợ đã nhanh chóng lan ra khắp cái xã Tân Lập. Ai cũng biết chuyện, chứ có riêng gì mình bà đâu. Và để chứng tỏ sự thông hiểu của mình, bà cụ đã kể vanh vách từng chi tiết câu chuyện đã xảy ra cách miền quê của bà hàng trăm cây số. Như thể bà là người đã được chứng kiến tận mắt toàn bộ. Do thương con gái, mẹ vợ đã có đơn bãi nại cho thằng con rể kia. Đến nay vụ việc đều đã được giải quyết nội bộ gia đình. Hắn cũng mới đưa vợ về quê đấy. Con bé còn khá trẻ và xinh lắm. Cụ bà vừa nhai trầu vừa nói. Khi mọi người đến nhà của Phi tại thôn Tăng Bổng, đập vào mắt là vườn cây cảnh ngùn ngút. Một người phụ nữ trạc 50 tuổi, dáng nhỏ thó, khắc khổ đang phơi thóc ở ngoài sân nhà. Theo lời giới thiệu, bà tên là Trần Thị Mùa, là bác ruột của Phi. Trong câu chuyện với mọi người, bà Mùa cho biết mẹ Phi đi bán hàng tại một khu chợ thuộc tỉnh Hà Nam, tối muộn mới quay trở về. Theo lời bà Mùa, Phi là con thứ ba trong gia đình có bốn chị em.
bố Phi mất sớm. Bà Lan, mẹ ruột của Phi, Tần Tảo nuôi anh chị em hắn khôn lớn. Học hết lớp 3, Phi bỏ học theo đám bạn xấu trong làng, lêu lổng, rồi hắn sa vào rất nhiều tật xấu nghiện ngập. Khi được hỏi về hành vi của Phi đối với mẹ vợ, bà Mùa tâm sự. Trưa ngày 10 tháng 3 năm 2010, tôi và bà Lan đang nằm trong nhà thì đã nhận được điện thoại của bà Tám điện về thông báo. Tối qua thằng Phi nó cưỡng tình tôi. Hiện tôi đã làm báo cáo vụ việc cho công an rồi. Họ sắp bắt giam thằng Phi rồi đấy. Nghe bà thông gia nói như vậy, chúng tôi cũng rụng rời chân tay, không tin là sự thật. Nhưng lẽ nào họ lại đi bịa chuyện ư? Gọi điện thoại cho Phi không được, nên mẹ của Phi đành phải khăn gói ra Móng Cái và được bà Tám kể lại việc cậu con rể đã phạm tội với mình như thế nào. Trong quãng thời gian ở Móng Cái, bà Lan nhiều lần năn nỉ thông gia tha tội cho đứa con rể bất hiếu. Sự khẩn cầu của bà Lan đã được bà Tám chấp nhận rút đơn, nên Phi đã được trả tự do. Sau đó, Phi cùng với vợ trở về nhà sinh sống được ít ngày, thì đã bị công an huyện Vũ Thư bắt đi cải tạo ở Vĩnh Phúc, do hắn nợ án từ năm 2008. Chiều muộn, phóng viên đã tìm gặp được Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1992, là vợ của Phi, đi thăm chồng từ Vĩnh Phúc trở về. Chị Dung cho biết, hiện Phi đang thụ án nốt 2 năm còn lại, do nợ án từ năm 2008 vì tội trộm cắp. Dung nói rằng, em vừa mang tiền lên Vĩnh Phúc. Hôm trước có ai gọi về thông báo, nếu không mang 6 triệu đồng lên trước ngày 29 tháng 10, thì lên nhận thay của chồng về. Tuy nhiên khi em mang tiền lên thì không có ai nhận cả, cũng không gặp được chồng em, đành phải bắt xe ra về. Khi hỏi về câu chuyện tài đình xảy ra tại gia đình cách đây ít tháng, khuôn mặt của chị Dung trở nên bình thản. Chuyện ấy đã giải quyết xong rồi. Khi được hỏi, có người nói chồng em bị oan, em nghĩ như thế nào? Không một chút úp mở, Dung đã thẳng thắn rằng, hôm xảy ra sự việc, em nghe mẹ kể em cũng không tin. Nhưng khi em hỏi thì anh Phi lại thú nhận, nói không hiểu sao mình lại xử sự như thế. Bây giờ em không muốn nhắc lại nữa vì chuyện đã qua rồi. Trò chuyện với phóng viên về hoàn cảnh của Phi, ông Trần Trọng Nhàn, trưởng công an xã Tân Lập cho biết, năm 2007, Phi có biểu hiện mắc nghiện, được Ủy ban Nhân dân xã giám sát theo dõi. Năm 2008, Phi bị kết án 2 năm về tội trộm cắp, thì đối tượng này đã bỏ đi khỏi địa phương. Năm 2009, Công an xã Tân Lập đã nhận được thông báo từ Công an Móng Cái về việc bắt giam Phi về tội quan hệ với trẻ vị thành niên, vì Phi cưới vợ khi chưa đủ tuổi. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, Phi lại được thả tự do, vì gia đình đã xin giải quyết nội bộ. Còn về trường hợp Phi phạm tội cưỡng tình với mẹ vợ, công an xã không nhận được thông báo mà chỉ nghe dư luận đồn thổi. Tháng 8 năm 2010, Phi về địa phương sinh sống thì đã bị công an huyện Vũ Thư bắt và đưa đi cải tạo tại Vĩnh Phúc do hắn còn nợ án từ trước. Thưa quý vị, vụ án xảy ra đã lâu nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ đến tận bây giờ. Bởi tính chất của vụ án không chỉ nằm trong quy phạm của pháp luật, nó còn là tiếng chuông cảnh tỉnh báo về cách ứng xử, lối sống và trên hết là đạo đức gia đình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.